Đau răng, nhức răng, anh chị sẽ có hai phương pháp hỗ trợ ngay tại nhà. Phương pháp thứ nhất, anh chị sử dụng lá châu không này cho em nhé, là cái loại lá bánh tẻ, sử dụng khoảng 10 lá. Đó, sau đó thì rửa sạch đi, đun cùng với lại 1 lít nước. Đó, sau khi sôi á, anh chị cho thêm một chút xíu muối này và đun khoảng 10 phút để cho cái tinh dầu lá châu không này nó được tiết ra hoàn toàn. Một ngày anh chị dùng cái nước tinh dầu đó, anh chị ngậm cho em ngày 3 đến 4 lần nhé. Thì các trường hợp mà đau răng, nhức răng của anh chị ấy, nó sẽ được hỗ trợ rất là nhiều luôn. Còn phương pháp thứ hai là anh chị sử dụng đến cái tinh dầu răng miệng này cho em. Tinh dầu răng miệng này cũng vậy, anh chị ngậm cho em đi, cho vào cốc nước anh chị ngậm nhé. Ngậm thì anh chị ngậm mỗi lần là 3 cho đến 5 phút và một ngày anh chị kiên trì ngậm cho em 3 cho đến 4 lần. Phương pháp thứ hai là cái phương pháp mà mình không phải sơ chế cái lá châu không nữa. Vì ở trong này nó đã có những cái thành phần thảo dược như là châu không này, hương nhu, bạc hà, xạ hương, quế, thiên niên kiện. Tất cả những cái thành phần đó nó đều có cái tính kháng viêm, kháng khuẩn, kháng nấm rồi anh chị nhé.